thực tập nhìn sâu. Tất cả các giáo pháp chính thống của Đạo Bụt đều có ba yếu tố căn bản, gọi là tam pháp ấn. Ba dấu ấn đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Giống như các tài liệu luật pháp cần có chữ ký của người làm chứng, các phép thực tập trong Đạo Bụt phải có chứng tích của ba dấu ấn này. Khi nhìn vào pháp ấn thứ nhất, vô thường, ta thấy rằng nó không chỉ có nghĩa là mọi sự đều thay đổi. Nhìn vào bản chất mọi sự vật, ta thấy không có vật nào không thay đổi trong hai thời điểm nối tiếp nhau. Vì không có sự vật nào bất biến với thời gian, nên chúng không có tự tánh cố định, cũng không có cái ngã thường hằng. Vậy thì trong giáo pháp vô thường, ta không thể tìm thấy một cái ngã bất biến. Ta gọi đó là vô ngã. Chính nhờ sự biến đổi không ngừng, nhờ tính cách vô ngã của vạn hữu mà ta có thể có tự do. Dấu ấn thứ ba là niết bàn. Nó có nghĩa là sự vững chãi, là sự tự do không bị ràng buộc vào bất cứ ý niệm nào. Từ ngữ niết bàn có nghĩa là sự vắng mặt của tất cả các ý niệm. Nhìn sâu vào vô thường cho phép ta khám phá ra vô ngã. Khám phá được vô ngã dẫn ta tới niết bàn. Niết bàn là vương quốc của Thượng Đế. Vô thường. Thực tập và hiểu biết về vô thường không phải chỉ là một cách mô tả khác về thực tại. Nó là một dụng cụ giúp chúng ta chuyển hóa, buông xả và hàn gắn các vết thương. Vô thường có nghĩa là mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến trong hai thời điểm nối tiếp nhau. Vì nó thay đổi mỗi phút giây, nên chúng ta không thể mô tả một cách chính xác là lúc này nó giống hay khác với lúc trước đây. Hôm nay, khi chúng ta tắm lại trong dòng sông mà ta đã tắm bữa qua, dòng sông có còn là dòng sông cũ hay không? Triết gia Heraclitus đã nói, chúng ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Ông ta nói đúng. Nước sông hôm nay hoàn toàn khác với nước sông mà chúng ta tắm hôm qua, dù đó vẫn là một con sông. Khi Đức Khổng Tử đứng nhìn dòng sông trôi chảy, Ngài đã nói, thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ. Nghĩ là, ôi nước sông trôi chảy ngày đêm không bao giờ ngưng nghỉ sao? Sự giác ngộ về vô thường giúp ta vượt thoát được các ý niệm. Nó giúp ta vượt lên trên được ý niệm về giống nhau hay khác nhau, đi hay đến. Nó cũng giúp ta nhìn được là dòng sông bữa nay không giống cũng không khác dòng sông hôm qua. Nó cho ta thấy rằng ngọn nến ta thắp bên giường ngủ hôm nay không phải là ngọn nến còn đang cháy buổi sớm ngày mai. Lửa nến đó không phải là hai ngọn mà cũng không phải là một ngọn lửa. Vô thường làm cho mọi sự đều có cơ hội. Chúng ta thường buồn rầu và đau khổ rất nhiều khi sự vật thay đổi. Nhưng sự thay đổi, sự vô thường có khía cạnh tích cực của nó. Nhờ vô thường mà mọi sự vật mới có cơ hội. Đời sống nhờ vô thường mới hiện hữu. Nếu hạt bắp không vô thường thì hạt bắp không bao giờ có thể biến thành một cây bắp. Nếu không vô thường thì cây bắp không thể cho ta trái bắp để ăn được. Nếu con gái quý vị không thay đổi thì nó không thể lớn lên để trở thành một phụ nữ. Và cháu bạn sẽ không bao giờ ra đời. Vậy, thay vì than vãn về vô thường, chúng ta nên nói hoan nghênh vô thường, chúc vô thường mãi mãi. Chúng ta hãy sung sướng khi thấy được phép lạ của vô thường. Nỗi đau buồn của chúng ta sẽ qua đi. Vô thường cũng cần được hiểu bằng ánh sáng của liên hệ tương tức. Vì mọi sự đều liên quan mật thiết với nhau, chúng luôn luôn có ảnh hưởng vào nhau. Người ta thường nói rằng tiếng cánh bướm đập ở bên này quả đất có thể ảnh hưởng tới khí hậu ở bán cầu bên kia. Mỗi sự vật đều không cố định vì chúng chịu ảnh hưởng của các sự vật khác với nó.
thực tập vô thường. Tất cả chúng ta đều có thể hiểu vô thường bằng trí óc, nhưng như thế thì không hiểu được chân nghĩa của nó. Trí não không đưa chúng ta tới giải thoát. Khi chúng ta vững chãi và có định lực, ta có thể thực tập nhìn sâu. Khi nhìn sâu và hiểu được bản chất của vô thường, ta có thể quán chiếu về cái hiểu biết sâu xa đó. Như vậy, cái hiểu về vô thường trở thành một phần của con người chúng ta. Nó trở thành sự thực tập hàng ngày của ta. Chúng ta phải suy nghĩ sự giác ngộ về vô thường đó để có thể nhìn thấy và sống với vô thường trong mọi lúc. Nếu chúng ta thiền quán về đối tượng vô thường, ta sẽ nuôi dưỡng được tri giác về vô thường, khiến cho nó sống trong ta hàng ngày. Tu tập như thế, vô thường sẽ là chiếc chìa khóa mở cho ta cánh cửa vào chân lý thực tại. Chúng ta cũng không thể chỉ giác ngộ về vô thường trong chốc lát, rồi lại đóng cánh cửa hiểu biết đó lại, và nhìn mọi sự thường hằng bất biến như xưa. Hầu như chúng ta nhiều lần đối xử với con cái như thế, chúng sẽ sống cùng nhà với ta hoài hoài. Chúng ta không bao giờ nghĩ vài năm sau, chúng sẽ lấy chồng, lấy vợ và thành lập gia đình riêng của chúng. Vậy nên chúng ta không trân quý những giờ phút con trẻ còn ở nhà với chúng ta. Tôi biết có nhiều phụ huynh có con mới tuổi 18 hay 19 là chúng rời xa gia đình, tách ra sống riêng. Cha mẹ mất con và cảm thấy rất buồn bã. Họ không biết quý những giờ phút sống gần con. Vợ chồng cũng vậy, bạn nghĩ rằng người phối ngẫu sẽ cứ ở bên bạn suốt đời. Nhưng vì sao bạn lại tin chắc như thế? Chúng ta thực sự không thể biết trong 2, 30 năm hay trong bao lâu nữa, người bạn đời của ta sẽ ở đâu? Thực tập về vô thường hàng ngày là chuyện thật sự quan trọng. Nhìn các cảm xúc với con mắt vô thường. Khi có người nào nói gì làm cho bạn giận dữ và bạn mong cho họ biến mất đi, xin hãy nhìn kỹ bằng con mắt vô thường. Nếu người kia đi mất thực sự thì bạn cảm thấy ra sao? Bạn sung sướng hay bạn sẽ khóc? Thực tập cái hiểu này rất quan trọng. Và đây là bài kệ để thực tập. Giận nhau trong bản môn, nhắm mắt nhìn mai sau. Trong 300 năm nữa, người đâu và ta đâu? Khi giận dữ chúng ta thường làm gì? Chúng ta la hét và ráng đổ lỗi cho người khác đã gây ra chuyện. Nhưng khi nhìn cái giận đó với con mắt vô thường, ta có thể ngừng lại và thở. Giận nhau trong bản môn, ta nhắm mắt lại và nhìn cho sâu. Ta ráng nhìn vào tương lai, khoảng 300 năm sau, bạn sẽ ra sao? Ta sẽ ra sao? Bạn sẽ ở đâu? Và ta sẽ ở đâu? Ta chỉ cần thở vào, thở ra, nhìn vào tương lai của ta và tương lai của người kia. Chúng ta không cần nhìn xa tới 300 năm, chỉ cần nhìn sau 50 hay 60 năm khi chúng ta đều đã qua đời. Nhìn vào tương lai, ta sẽ thấy người kia vô cùng quý hóa. Khi thấy chúng ta có thể mất nhau bất cứ giờ phút nào, ta sẽ không còn giận dữ nữa. Ta sẽ muốn ôm người đó và nói: thật là tuyệt diệu mà bạn, anh hay em còn sống đây. Tôi thật sung sướng. Làm sao mà tôi giận bạn cho được? Cả hai chúng ta sẽ có ngày chết đi. Thật là điên rồ khi chúng ta giận nhau trong khi còn sống bên nhau. Lý do khiến cho ta điên rồ đủ để làm khổ chính mình và người bạn ta. Chỉ vì ta quên rằng cả hai người đều vô thường hết. Ngày nào chết đi, ta sẽ mất tất cả. Của cải, quyền lực, gia đình và tất cả mọi thứ khác. Tự do và an lạc trong lúc này là điều quan trọng nhất mà ta có được. Nhưng khi không có chánh niệm về vô thường, chúng ta không thể có hạnh phúc. Có khi ta còn không muốn nhìn thấy người kia khi họ còn sống. Nhưng khi người đó chết rồi, thì ta lại viết điếu văn rất hay và mua hoa phúng điếu. Nhưng người chết rồi thì đâu còn ngửi được hoa thơm. Khi ta hiểu và nhớ được rằng mọi sự vô thường
thì ta có thể làm mọi thứ để cho người kia được sung sướng lúc này và ngay ở đây. Khi ta giận người mình thương tới 24 giờ, đó là vì mình quên mất vô thường. Giận nhau trong bản môn nhắm mắt nhìn mai sau. Ta nhắm mắt là để tập quán xem người thương của ta sẽ ra sao trong 100 năm hay 300 năm nữa. Khi tưởng tượng về mình và người thương trong 300 năm sau, bạn sẽ thấy sung sướng là bạn và người kia đang còn sống hôm nay. Bạn mở mắt ra và mọi giận dữ đều tiêu tan. Bạn sẽ dang đôi tay ôm lấy người kia và thực tập. Thở vào, người thương mình còn sống. Thở ra, tôi thật sung sướng. Khi bạn nhắm mắt để nghĩ tới hình ảnh bạn và người thương sau 300 năm, bạn đã thiền quán về vô thường. Trong bình diện tuyệt đối hay còn gọi là bản môn, cái giận không có mặt. Sự thù ghét cũng vô thường. Dù lúc này ta đang có lòng sân hận, nhưng khi biết nó vô thường thì ta có thể làm cho nó thay đổi được. Người tu tập có thể làm cho lòng căm phẫn hay chống đối trong mình biến mất. Cũng như thực tập với cái giận, chúng ta nhắm mắt lại và quán: ta sẽ ở đâu 300 năm sau? Hiểu được sự thù hận trong bình diện tuyệt đối, nó sẽ bốc hơi ngay. Hãy để vô thường nuôi dưỡng tình thương. Vì chúng ta mê muội và quên mất vô thường, nên ta đã không biết nuôi dưỡng tình thương cho đúng cách. Khi mới lấy nhau, tình yêu của ta rất lớn. Ta nghĩ rằng khi không có nhau, ta sẽ không thể sống thêm được một ngày nào nữa. Vì không biết thực tập vô thường, nên sau 1-2 năm, tình yêu của ta biến thành ra thất vọng, giận hờn. Nay ta nghĩ rằng làm sao mà chịu đựng thêm một ngày nữa nổi cái con người mà ta đã thương yêu kia. Ta cho rằng không còn phương cách nào khác ngoài chuyện ly dị. Khi sống mà có hiểu biết về vô thường, ta sẽ biết nuôi dưỡng tình yêu. Chỉ như vậy nó mới bền lâu được. Vô ngã. Vô thường là nhìn vào thực tại trong khía cạnh thời gian. Vô ngã là nhìn trong bình diện không gian. Đó là hai mặt của thực tại. Vô ngã là một biểu hiện của vô thường, cũng như vô thường là một biểu hiện của vô ngã. Mọi sự vật không có cái ngã riêng biệt, nên chúng vô thường. Vô thường nghĩa là biến đổi luôn luôn. Đó là một chân lý. Vì không có gì bất biến nên làm sao có được cái ngã riêng biệt và thường hằng. Khi nói về ngã, ta muốn nói tới một thứ gì tự nó không thay đổi ngày này qua tháng khác. Nhưng không thể có cái gì như vậy. Thân ta vô thường, các cảm xúc vô thường và các nhận thức cũng vậy. Cái giận, cái buồn, tình thương, lòng thù hận và các tâm thức của chúng ta cũng đều vô thường. Vậy thì có cái gì thường hằng đâu để chúng ta có thể gọi là cái ngã? Tờ giấy viết những dòng chữ này không có một cái ngã riêng biệt. Nó chỉ có mặt được khi có đám mây, rừng cây, mặt trời, mặt đất, trái đất và máy móc cùng người làm giấy. Nếu những thứ đó không có mặt thì tờ giấy cũng không thể có mặt. Khi ta đốt tờ giấy thì cái ngã của nó ở đâu? Không có thứ gì có thể tự nó hiện hữu được. Nó phụ thuộc vào nhiều thứ khác. Đó là tương tức, là sự liên quan mật thiết của mọi sự vật, luôn luôn hỗ tương nhau. Hiện hữu có nghĩa là tương tức, tờ giấy tương tức, nghĩa là cùng hiện hữu có liên quan mật thiết với ánh sáng mặt trời và rừng cây. Bông hoa không thể tự nó hiện diện được, nó phải tương tức với đất, mưa, cỏ dại và côn trùng. Không có sự hiện hữu độc lập, chỉ có sự tương tức, sự liên quan mật thiết giữa mọi sự vật. Nhìn sâu vào một bông hoa, chúng ta thấy hoa làm bằng những yếu tố không hoa. Ta có thể mô tả hoa làm bằng mọi thứ khác. Không có gì mà không hiện hữu trong bông hoa. Chúng ta thấy ánh sáng mặt trời, thấy mưa, thấy mây, thấy đất và ta cũng nhìn thấy thời gian, không gian trong hoa. Một bông hoa cũng như mọi thứ khác, hoàn toàn được cấu tạo bởi những thứ không phải là hoa.
Tất cả vũ trụ đã tập hợp lại để giúp cho bông hoa biểu hiện. Bông hoa có đủ thứ, trừ một thứ, đó là cái ngã riêng biệt hay tự tính độc lập của nó. Bông hoa không thể tự mình là hoa. Nó phải hiện hữu tương tức cùng với mặt trời, đám mây và mọi thứ khác trong vũ trụ. Nếu ta hiểu nghĩa chữ hiện hữu là cùng hiện diện với các thứ khác, thì ta đã tới gần chân lý hơn. Tương tức hay interbeing không phải là hiện hữu hay không hiện hữu, mà có nghĩa là không có tự tánh riêng biệt, không có cái ngã độc lập. Vô ngã cũng có nghĩa là trống rỗng, một thuật ngữ trong Phật giáo, có nghĩa là không có tự tánh độc lập. Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta không hiện hữu tại đây, cũng không có nghĩa là mọi sự đều không có ở đây. Một cái ly có thể trống hay đầy trà. Muốn trống hay đầy, cái ly phải hiện hữu cái đã. Trống rỗng không có nghĩa là hiện hữu hoặc không hiện hữu. Nó vượt qua mọi ý niệm. Nếu bạn tiếp xúc thật sâu được với bản chất vô thường, vô ngã và tương tức, bạn tiếp xúc được với bình diện tuyệt đối, với bản chất của Niết Bàn. Chúng ta là ai? Chúng ta nghĩ về thân mình như nó chính là mình, hay nó thuộc về mình. Thân này là của tôi, là của tôi. Nhưng nếu nhìn cho kỹ, bạn sẽ thấy cái thân bạn cũng là cái thân của tổ tiên, cha mẹ, của con và cháu bạn. Vậy nó không phải là tôi hay của tôi. Thân bạn có đầy đủ các yếu tố khác. Vô số những thứ không phải là thân, trừ một thứ, đó là cái ngã riêng biệt. Vô thường cần được nhìn dưới ánh sáng của trống rỗng, tương tức và vô ngã. Những thứ đó không có tính cách tiêu cực. Trống rỗng là một màu nhiệm. Ngài Long Thọ Nagarjuna, một vị thầy nổi tiếng của đạo Bụt thế kỷ thứ hai đã nói: nhờ không mà mọi sự đều có. Bạn có thể thấy vô ngã trong vô thường và vô thường trong vô ngã. Bạn có thể nói vô thường là vô ngã nhìn trong bình diện thời gian và vô ngã là vô thường nhìn dưới khía cạnh không gian. Hai thứ đó là một. Vì vậy, vô thường và vô ngã tương tức, tương nhập, có liên quan hỗ tương với nhau. Nếu bạn không thấy vô thường trong vô ngã, thì đó không phải là vô ngã. Nếu bạn không thấy vô ngã trong vô thường, thì đó không thật là vô thường. Chưa hết, bạn cũng phải nhìn thấy Niết Bàn trong vô thường và Niết Bàn trong vô ngã. Nếu tôi vẽ một đường thẳng, một bên đường là vô thường vô ngã, thì bên đường kia là Niết Bàn. Đường thẳng đó có ích lợi, nhưng nó cũng có thể làm ta hiểu lầm. Niết Bàn vượt qua tất cả mọi ý niệm, kể cả ý niệm về vô thường và vô ngã. Nếu ta thấy Niết Bàn trong vô thường và vô ngã, có nghĩa là ta không bị kẹt vào các ý niệm vô thường và vô ngã. Sinh sản vô tính và vô ngã. Nếu bạn lấy ba tế bào từ thân tôi, rồi theo phép sinh sản vô tính, làm ra ba đứa bé từ các tế bào đó, chúng sẽ có các yếu tố di truyền trong máu của gia đình huyết thống và của chính tôi. Nhưng chúng ta ai cũng có thêm một di sản khác. Một cách tự nhiên, thân thể của ta được thừa kế từ gia đình huyết thống của ta. Ta cũng là di sản của môi trường ta sống. Đó là sự nuôi dưỡng. Tưởng tượng nếu ta bỏ ba đứa bé do sinh sản vô tính vào ba môi trường khác nhau. Bé nào sống trong giới cờ bạc, ma túy thì rất nhiều khả năng nó cũng sẽ trở nên nghiện ngập và ham mê bài bạc. Nó sẽ không trở thành một nhà sư như tôi. Nếu bạn nuôi một đứa khác trong môi trường thương mại và cho nó đi học về thương mại, có lẽ nó sẽ trở thành một thương gia. Chuyện này có thể xảy ra dù cho các em bé ra đời bằng phép vô tính đó mang cùng bộ gen của tôi. Tôi đã được thấm nhuần giáo pháp của Bụt. Nhưng những giáo pháp đó không được tưới tắm ở trường thương mại, mà các hạt giống mua bán và làm thương mại sẽ được tưới tẩm. Chú bé kia sẽ trở thành một thương gia, dù cho mắt, mũi, tai giống hệt như tôi. Chú ta không có gì giống tôi hết. Ta hãy giả thiết chú thứ ba
do sinh sản vô tính trở thành một tăng sĩ. Ta để chú vào Lộc Uyển và giao cho các tăng ni nuôi dưỡng chú. Mỗi ngày, chú nghe kinh kệ và đi thiền hành. Chú bé sẽ là một vị sư còn khá hơn tôi ngày nay nữa. Nuôi dưỡng là chuyện rất quan trọng. Dù cho bạn sản xuất vô tính 3 bản sao hay 3.000 bản sao, thì sự biểu hiện đặc biệt của các bản sao đó tùy vào điều kiện nuôi dưỡng chúng, tùy vào những ý tưởng, tình thương, lòng ghen ghét, tùy vào sự học hỏi và tùy công việc chung quanh. Tưởng tượng có những người sợ mất tôi, hỏi rằng: xin cho chúng con một tế bào của thầy để làm phép sinh sản vô tính. Và nếu đồng ý thì tôi sẽ phải nói: được, nhưng xin nuôi đứa bé ở một tu viện như Lộc Uyển hay Rừng Phong. Nếu không thì nó sẽ đau khổ đó. Niết bàn. Vô thường và vô ngã không phải là những luật lệ Bụt đặt ra cho chúng ta. Đó là những chìa khóa để mở cánh cửa thực tại. Ý niệm thường hằng là sai lầm. Vậy nên giáo pháp vô thường giúp chúng ta có cái nhìn đúng về sự thường hằng bất biến. Nếu chúng ta bị kẹt vào ý niệm vô thường, chúng ta cũng không đạt tới niết bàn được. Ý niệm về ngã là sai lầm. Vậy nên ta có giáo pháp vô ngã để chữa nó. Nếu ta bị vướng vào ý niệm vô ngã thì cũng không hay ho gì. Vô thường và vô ngã là những chìa khóa để thực tập, không phải là những chân lý tuyệt đối. Chúng ta không sống chết với chúng và cũng không giết hại ai để bảo vệ chúng. Trong đạo Bụt không có tư tưởng hay thiên kiến nào để chúng ta phải giết hại người khác. Chúng ta không giết người khác chỉ vì họ không chấp nhận tôn giáo của mình. Các giáo pháp của Bụt là những phương tiện tinh vi, không phải là những chân lý tuyệt đối. Vậy chúng ta có thể nói rằng vô thường và vô ngã là những phương tiện khéo léo giúp chúng ta tới gần chân lý, nhưng đó không phải là chân lý tuyệt đối. Bụt dạy, giáo pháp của ta là ngón tay chỉ mặt trăng. Đừng để bị vướng vào ý tưởng ngón tay là mặt trăng. Ngón tay chỉ là phương tiện để giúp ngươi thấy được mặt trăng mà thôi. Vô thường và vô ngã là phương tiện để ta hiểu được thực tại. Đó không phải là thực tại, đó chỉ là các dụng cụ, không phải là chân lý tuyệt đối. Vô thường không phải là một chủ thuyết bạn phải sống chết với nó. Bạn không bao giờ nên bỏ tù một người chỉ vì hắn nói ngược bạn. Bạn không nên dùng quan niệm của mình để chống lại quan niệm của người khác. Những phương tiện đó đưa ta tới chân lý sau cùng. Đạo Bụt là một con đường thiền hảo giúp đỡ chúng ta, không phải là một con đường của kẻ cuồng tín. Phật tử không nhân danh tôn giáo để tham chiến, không đổ máu hay giết hàng ngàn người. Vì vô thường chứa đựng trong bản chất niết bàn, ta sẽ được an toàn khi không bị vướng vào một ý tưởng. Khi bạn học hỏi và hành trì giáo pháp này, bạn không còn bị kẹt. Bạn được tự do không vướng vào các ý niệm, kể cả ý niệm về thường hay vô thường. Theo con đường đó, bạn đạt tới sự tự do không còn đau khổ sợ hãi nữa. Đó là niết bàn, là vương quốc của Thượng Đế. Ngừng bặt ý niệm. Chúng ta sợ hãi vì các ý niệm về sinh tử, tăng giảm, hiện hữu, không hiện hữu. Niết bàn là sự ngừng bặt của tất. Nếu chúng ta thoát khỏi hết các ý niệm và tư tưởng, chúng ta có thể tiếp xúc được với các niềm an lạc trong bản thể chân thật của ta. Trong 8 ý niệm nuôi dưỡng sự sợ hãi, đó là ý niệm về sinh diệt, đến đi, khác nhau, giống nhau, có, không. Những ý niệm đó làm cho ta không hạnh phúc. Giáo pháp của Bụt dạy ta 8 ý niệm đối nghịch gọi là 8 không. Không sinh, không diệt, không đến, không đi, không giống, không khác, không có, cũng không không. Chấm dứt ý niệm về hạnh phúc. Mỗi chúng ta ai cũng có một quan niệm làm sao để ta được hạnh phúc. Nếu ta có thì giờ để nhìn lại ý niệm của ta về hạnh phúc, thì đó quả là một chuyện có ích. Ta có thể làm một danh sách những gì ta nghĩ là cần có để được sung sướng. Tôi chỉ hạnh phúc nếu.
Hãy viết xuống tất cả những chuyện gì bạn muốn và không muốn. Những ý tưởng đó tới từ đâu? Chúng có phải là chân lý không? Hay đó chỉ là các ý niệm của bạn? Nếu bạn bị ràng buộc vào một ý niệm đặc biệt về hạnh phúc, thì bạn ít có cơ hội sung sướng rồi. Hạnh phúc tới từ nhiều phương. Nếu bạn có quan niệm nó chỉ tới từ một hướng, thì bạn sẽ mất các cơ hội khác. Vì bạn chỉ muốn hạnh phúc tới từ phương bạn đã chọn. Bạn nói, tôi thà chết chứ không cưới người khác, thay vì cưới nàng. Tôi thà chết chứ không thể mất việc hay mất danh tiếng. Tôi không thể sung sướng nếu như không đổ được cấp bằng đó, hay không mua được căn nhà, không được thăng chức. Bạn đặt quá nhiều điều kiện vào hạnh phúc của bạn. Nhưng ngay cả khi bạn đạt được tất cả các điều kiện đó, bạn vẫn không có hạnh phúc. Bạn tiếp tục đặt thêm các điều kiện khác. Bạn muốn có bằng cao hơn, việc tốt hơn và nhà đẹp hơn nữa. Một quốc gia cũng có thể tin rằng chỉ có một con đường để cho nước giàu dân mạnh. Quốc gia và dân tộc đó có thể tự buộc mình vào một chủ thuyết hàng trăm năm hay nhiều hơn. Trong khi đó, người dân phải chịu nhiều đau khổ. Ai bất đồng ý kiến hay nói ngược với chính phủ liền bị cầm tù. Họ cũng có thể bị cho là điên rồ. Bạn có thể biến xứ sở của bạn thành một nhà tù nếu bạn bị kẹt vào một chủ nghĩa. Xin nhớ rằng, quan niệm về hạnh phúc của bạn có thể rất nguy hiểm. Bục dạy, hạnh phúc chỉ có mặt bây giờ và ở đây. Vậy, ta nên cần nhìn lại và coi xét cho kỹ các quan niệm về hạnh phúc của mình. Bạn có thể nhận ra rằng các điều kiện của hạnh phúc bạn đang có trong đời là đầy đủ rồi. Vậy là bạn sẽ có hạnh phúc ngay lập tức.